Xin chào tất cả quý vị nhá, mời quý vị cùng đến với phần tiếp theo của lễ lẩu tăng binh của Then Nguyên nhá, ở Nà Chuông, Mai Pha, Lạng Sơn nhá. Quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nhá. Bỏ ra, bỏ ra đi. Then Nguyên là ngồi đang ngồi đấy nhá quý vị. Cái vải xanh vải đỏ đó. Có vải xanh vải. Ta tưởng là rồi. Đúng ở đây luôn đi. Vâng vâng. Chị mẹ ơi. Ui. Gọi mẹ lấy cái vải xanh vải đỏ đâu, vải trắng đâu mang về đây. Đây là phần đón tướng xuống đóng dấu nha quý vị. Mọi người đến xem rất là đông nha quý vị. Đố về được đấy. Thank you.
rất là nhiều vải. Như này mặc bao giờ mới hết được. Giờ thấy giờ có giờ ba giờ.
Cho một người chuyên đưa ở đây được rồi.
giờ đông quá. Anh cứ đưa ra ngoài thì người ta khác tìm chuyển cho nhau. Rất là đông nha quý vị. Sau khi đóng lối cho nó bắt lên thang. Thank you.
họ. Vâng. Đấy, đang dấu mực để được bình an các đường. À. Đấy, trong các nhà. Đấy, chẳng mấy khi tướng xuống. Vâng. Bình an các đường. Nhiều con gửi thế cơ à? Choáng luôn. Hết chưa còn không? Còn hai bao rồi ạ. Thôi mình ơi. Còn nhiều á. Ôi. Đấy, một thùng thôi. Đấy, lại một bao nữa này. Cứ đưa đưa nhỉ.
Hả? Anh cứ mau mà. Thank you.
Đấy, đường này để từ từ để nó làm một tay này.
Uống đi, uống anh Dương chén nào. Nhanh lên. Ê, uống chưa? Đấy im đấy, cái đấy kể. Được chưa? Uống lên 2 phần nữa. Kéo lên 2 phần nữa. Anh ơi kéo 2 phần nữa. Rồi. Uống đi, uống anh Dương chén đi. Xong rồi hả bà? Xong chưa? Bà đang ăn. Thôi các thầy giải lao rồi, hết màn này rồi. Hết rồi, tí làm tiếp. Cảm ơn quý vị đón xem nhé. Quý vị bấm đăng ký để xem những phần tiếp theo nhé. Vậy là vừa rồi phần đón tướng xuống đóng dấu Bình An Cát Tường nha quý vị. Bây giờ các thầy sẽ nghỉ giải lao để chuyển sang các phần tiếp theo nha quý vị.